Rồi, ok, xin chào bạn Toản nha. Cái máy này là cái video dành cho bạn nè. Thì cái bạn Toản là bạn đặt cái chiếc xe 2002 DT nha các bạn. Bữa nay là mình lấy cái gáp cái dàn kế vô đặng thử cho bạn Toản luôn nha. Mình gắn vô, hồi nãy giờ là mình gáp xong à. Bây giờ là ra thử máy để cho, giao cho bạn Toản về Ninh Thuận. Thì máy móc là ok luôn nha, không có đổ hơi một miếng nào, nhìn vào ngoài của nó rồi nha các bạn. Máy có rồi, kiểm tra đồ hết luôn rồi. Bây giờ là chỉ có thử cái dàn kế thôi. Nãy giờ là mình thấy miếng rồi. Rồi lên chạy vô một xúc đi. Bươi á. Đây đưa đây. Đưa cái cây đó đây. Rồi tài xế lên bươi luôn nha bạn. Đó. Đó. Bươi cái đất này là cỏ dữ trời lắm nha. Máy nè, máy không ra tối luôn, miếng nào luôn nha bạn. Ok luôn á. Ôi, ra lại một chút đi. Ủa, cái ông tài xế này không chạy gì kỳ cục quá. Nè, bạn vẫn coi cái máy bạn nè là cái này là đặc biệt là không có ra một miếng tối nào luôn nha. Ra hai cầu. Cái này là quả Toản đặt giao về Ninh Thuận. Cái này chạy vô tải cho tới luôn, cái dàn tới 1 mét lọt lòng 1 mét rưỡi luôn các bạn, mà nó chạy rất là mạnh nha. Đó, không có ra bất cứ một cái miếng tối nào luôn. Ui, rất là đẹp nha. Trời ơi trời, con nội đó không chạy kìa. Ra lại cái đường này nè, trời ơi, người ta cho bươi thử mà bươi muốn hết miếng đất người ta luôn. Đó, bươi chạy nhanh lắm các bạn. Rồi cái dàn sới này là nó mình đo đâu đó là 1,5 m 1,6 m các bạn, mà mé bên đây là nó dư ra là khoảng chừng một tấc mấy hai tấc chỉ nha. Mé bên bên trái bên phải cũng vậy luôn, cho nên khi bạn về bạn gắn cái bánh bơi vô thì chạy cũng không sao, bình thường xuống ruộng bơi cũng bình thường luôn. Cầu trước khô ráo sạch sẽ nha. Cầu trước xe nói chung là xe rất là mướt, không có tình trạng mà gỉ nhớt ở đâu, bánh bốn cái bánh đẹp luôn. Rồi cái dàn sới này nó hơi nghiêng, không có đứng hung này, mình mới làm cái cây đòn dông lại để chút xíu nữa khi mà giao xe mình gắn lên cho bạn Toản nha. Miếng đất nó bươi nè, đất này cỏ mịt mù luôn nha các bạn, mà nó bươi ngang một cái là không còn thấy dấu vết luôn á. Đó. Bươi cũng rất là sâu. Cái dàn này là dàn bươi nước mà, cho nên nó bươi diễn. Này bây giờ mình leo lên cái đống cát đó, mình thử cái cầu trước luôn đi. Ha. Rồi lên đống cát đi.
Rồi ok, bây giờ là mình sẽ test thử cái cầu trước cho bạn Toản luôn nha. Lúc nào cũng vậy, khi mà giao máy thì trước tiên là mình sẽ làm những cái thao tác đó để mà cho nó an toàn chất lượng của máy, cũng như an tâm cho khách hàng. Bây giờ sẽ leo lên cái này để cho nó vào nha các bạn. Cho tài xế leo lên cái đống cát nha các bạn. Hả? Hay là cái nhà nước hả? Chỗ này vậy thử không được rồi sao? Đi chạy sao chạy, miễn cho quay được rồi. Để thử cầu mà không biết chạy làm sao nữa, mà không, tài xế này dở quá dở rồi.